Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraine. Ukraine công bố video lực lượng đặc nhiệm tác chiến ở tỉnh Kursk. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine SSO đã công bố hình ảnh một số đơn vị đặc nhiệm thực hiện hoạt động xâm nhập vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Theo đoạn video được SSO đăng tải trên mạng xã hội Facebook sáng 19 tháng 8, có thể thấy các đơn vị Ukraine đã sử dụng một số khí tài phương Tây viện trợ như xe bọc thép HMMWV để vượt qua tuyến phòng thủ giang rồng được phía Nga triển khai ở tỉnh Kursk. Khi tiến vào khu vực có sự hiện diện của binh sĩ đối phương, lính đặc nhiệm Ukraine liền xuống xe và xảy ra các cuộc đọ súng. Dựa trên những hình ảnh được công bố, nhóm đặc nhiệm Ukraine thực hiện việc đột kích được trang bị súng trường tấn công có gắn ống giảm thanh. Một số người trong đó mang theo súng phóng lựu hạng nhẹ. Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine trên xe HMMWV đã sử dụng súng máy để yểm trợ cho đồng đội. Thông cáo từ SSO viết, Việc đột kích, điều chỉnh hỏa lực pháo binh cũng như bắt giữ binh sĩ đối phương là công việc hàng ngày của binh sĩ SSO trên lãnh thổ đối phương. Mô hình bơm hơi của HIMARS và M270 MLRS làm hao hụt mạnh kho tên lửa của Nga. Thưa quý vị, thời gian gần đây, quân đội Nga liên tiếp báo cáo về việc bắn hạ hàng loạt tên lửa của Ukraine một cách dễ dàng. Thế nhưng mới đây, phản bác lại thông tin này, Ukraine tuyên bố Mô hình bơm hơi của Himas và M270 MLRS làm hao hụt mạnh kho tên lửa của Nga các lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu sử dụng ồ ạt các mô hình bơm hơi của hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS và M270 MLRS ở khu vực Sami và Kursk trở thành một kỹ thuật chiến thuật mới. Điều này được báo cáo bởi trang Class Report. Nguồn thông tin này đã công bố hình ảnh của một trong những mô hình này được lắp đặt ở vùng Sami. Những mô hình như vậy được thiết kế để đánh lừa tình báo và vũ khí của quân đội Nga. Việc sử dụng các đồ vật giả như vậy cho phép đối phương chuyển hướng sự chú ý khỏi các phương tiện chiến đấu thực sự. Điều rất đáng chú ý là trước đây có thông tin cho rằng Ukraine cũng đã nhận được mô hình bơm hơi của máy bay chiến đấu F-16, nhưng vẫn chưa có thông tin nào về việc triển khai chúng tại các sân bay. Trong lúc này, báo chí nhớ tới việc Bộ Quốc phòng Nga liên tục tuyên bố thực hiện thành công chiến dịch phá hủy các cơ sở chiến lược quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong một cuộc tấn công gần đây, quân đội Nga khẳng định đã phá hủy một cơ sở sản xuất của lực lượng vũ trang Ukraine, nơi sản xuất súng chống tăng, đồng thời phá hủy một số hệ thống tên lửa phóng loạt của phương Tây, bao gồm M270, MLRS và HIMARS. Bộ Quốc phòng Nga nói rõ, hoạt động tác chiến được thực hiện bằng cách sử dụng vũ khí có độ chính xác cao giúp đạt được mục đích với cơ số đạn tối thiểu việc phá hủy xưởng sản xuất làm suy yếu đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine vì nó đó đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí cần thiết để duy trì khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, căn cứ hình ảnh mà Moscow cung cấp, giới phân tích nhận thấy nhiều hệ thống pháo phản lực của Ukraine không phát sinh vụ nổ thứ cấp sau khi trúng đạn, cho thấy khả năng rất cao chúng chỉ là mô hình ngụy trang. Ván bài mạo hiểm của Ukraine nếu tiến sâu vào Kursk Thưa quý vị, Ukraine càng tiến sâu vào Kursk thì tuyến tiếp tế của nước này sẽ càng sớm bị kéo mỏng. Nếu Kiev chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị trong những tuần tới, điều này có thể làm trầm trọng thêm những bước lùi của họ ở Donbass và đảo ngược đà tiến công xây dựng được trong tuần qua. Gần hai tuần sau cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga, Ukraine đang gặp khó khăn để cân bằng giữa việc chiếm các vùng lãnh thổ dọc biên giới ở Kursk và việc mất đi khu trung tâm của mặt trận phía đông ở Donetsk. Ngày 16 tháng 8, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky thông báo quân đội nước này đã tiến được 3,2 km mỗi ngày vào trong lãnh thổ Nga, nhưng các lực lượng của Moscow cũng đã ở rất gần trung tâm hậu cần Pokrovsk của Ukraine. Đối với nhiều người Ukraine, hai vấn đề trên có liên hệ với nhau và kết quả cuối cùng hiện vẫn chưa chắc chắn. Nga dự kiến sẽ di chuyển đáng kể các lực lượng từ phía đông tới bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, Hanna Scheles, học giả cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu cho biết, trong khi cuộc tấn công táo bạo của Ukraine diễn biến tốt hơn kỳ vọng, thì thực tế là Nga có lẽ sẽ không di chuyển nhiều lực lượng từ sườn đông như dự kiến. Ngày 15 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho biết, chỉ một số đơn vị không chính quy của Nga được tái triển khai tới Kursk và Điện Kremlin hoàn toàn không muốn điều động các đơn vị quân sự Nga đang tham gia chiến đấu gần khu vực ưu tiên như Pokrovsk Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 8 cáo buộc Ukraine sử dụng các tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất làm nổ tung một cây cầu chiến lược ở phía bắc Gluskovo thuộc Kursk, một động thái có thể cắt đứt một vùng lãnh thổ Nga dọc tiền tuyến với phía tây nam của ngôi làng. Trong khi đó, ở Pokrovsk, các quan chức Ukraine đẩy nhanh việc sơ tán người dân. Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, ông Shehi Dobryak, cảnh báo các lực lượng của Nga đã gần tiếp cận thành phố. Các con đường và tuyến đường sắt của Pokrov kết nối trung tâm của thành phố Dnipro và Kramatorsk và Slovian. Giành được nó sẽ cắt đứt khu vực vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine ra làm hai. Tối 16 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề cập tới các cuộc giao tranh này. Ông giải thích, cuộc đột kích vào Kursk là nhằm phá hủy tuyến hậu cần của quân đội Nga và làm hao hụt các nguồn lực dự trữ của họ. Tổng thống Zelensky cũng cho biết, ông Zizky đã thông báo với ông về các hoạt động phòng thủ của chúng tôi ở Donbass, trong đó có các hoạt động ở Pokrovsk cũng như các bước tiến của chúng tôi ở khu vực Kursk. Mặc dù các binh lính Ukraine ở khu vực Sumy thuộc phía đông bắc đất nước cảm thấy hài lòng với những thành quả ban đầu ở Kursk, nhưng họ vẫn không khỏi đặt câu hỏi về chiến lược chung, có một số đồn đoán về việc chỉ huy lữ đoàn 80 của Ukraine Emin Iskulov nằm trong số những người liên quan đến cuộc đột kích vào Kursk đã bị cho thôi chức vào cuối tháng 7 bởi ông phản đối cuộc tấn công vào Nga khi không chắc đơn vị của ông có đủ sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ này hay không. Tuy nhiên, theo các quan chức tình báo Estonia, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga tập hợp đủ lực lượng để tiến hành cuộc phản công toàn diện ở Kursk và phản ứng của Moscow vẫn thiếu sự phối hợp, cho thấy có lẽ họ vẫn ưu tiên chiến đấu ở Donbass. Hiện chưa có dấu hiệu quân đội Nga tập hợp đủ lực lượng để triển khai các hoạt động phản công đáng kể. Trung tá Matias Pushev thuộc lực lượng quốc phòng Estonia nhận định. Theo ông, các hành động được tiến hành về bản chất là phòng thủ khi họ thiết lập các phòng tuyến và di chuyển các đơn vị. Ngày 17 tháng 8, có một dấu hiệu cho thấy sự đáp trả của Nga khi một tên lửa đạn đạo phát nổ ở trung tâm Somi, thành phố Ukraine gần nhất, để tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới. Đây là lần đầu tiên thành phố này bị tấn công trong gần một tuần. Cái giá phải trả của Ukraine khi tiến sâu vào Kursk trên thực tế, ván cược của Ukraine khi tấn công vào Kursk có nhiều rủi ro chết người. Ukraine chắc chắn hy vọng rằng cuộc tấn công vào Kursk sẽ kéo các lực lượng của Nga khỏi Donbass, chấm dứt sức, sức ép lên quân đội Ukraine ở đây, Tuy nhiên, hầu như có rất ít dấu hiệu cho thấy Nga đã rút nhiều quân khỏi chiến tuyến này. Trong khi đó, Ukraine cũng phải điều động các lực lượng tốt nhất khỏi chiến trường Donbass tới Kursk. Thực tế là Nga vẫn tiếp tục tiến công ở phía đông Ukraine kể từ mùng 6 tháng 8 và hiện ở cách Pokrov chưa đầy 13 km. Ukraine càng tiến sâu vào Kursk thì tuyến tiếp tế của nước này sẽ ngày càng sớm bị kéo mỏng. Nga đang bắt đầu phản công, nếu Ukraine chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị trong những tuần tới, điều này có thể làm trầm trọng thêm những bước lùi của Kiev ở Donbass và đảo ngược đà tiến công xây dựng được trong tuần qua. Một cuộc lấn chiếm tham vọng sẽ là một sai lầm, mặc dù việc kiểm soát một số vùng lãnh thổ có thể phòng thủ ở Kursk có thể đóng vai trò như một quân bài mặc cả cho các cuộc đàm phán tương lai. Jack Watling, một nhà phân tích thuộc Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, RUSI, có trụ sở tại London, đánh giá. Về mặt chính trị, mục đích của chiến dịch tấn công xuyên biên giới này là tạo đòn bẩy trước thêm các cuộc đàm phán tương lai. Nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, mối đe dọa cắt giảm sự hỗ trợ quân sự và kỹ thuật có thể buộc Kiev phải đàm phán. Chính phủ Ukraine muốn đảm bảo rằng nếu phải bước vào quá trình này, họ có những thứ mà Nga muốn để đổi lấy sự nhượng bộ. Ông Wadling nhấn mạnh. Quân đội Ukraine vì vậy phải giành lấy và chiếm được một vùng đất đáng kể ở Nga cho các cuộc đàm phán tương lai. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!